Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng. Năm Nhâm Dần 2022 dự báo quý ông tuổi Tân Hợi phải chú ý công việc làm ăn có nhiều bất lợi cản trở, cho nên đầu tư thêm tiền vào. Bên cạnh đó cần chú ý tình cảm gia đạo không tốt giữa vợ chồng, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Xem tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm Nhâm Dần 2022 chi tiết. Tân Hợi sinh từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Tân Hợi năm nay 52 tuổi, mệnh kim, cung khôn, cầm tinh, khuyên dưỡng chi trư, tức lợn nuôi nhốt. Sao hạn sao kế đô hạn địa võng. Tổng quan về tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2022, đặc điểm chung. Được đánh giá là người thông minh, lĩnh hội tốt nên việc học hành dễ tiến và nhanh thích ứng trước môi trường, hoàn cảnh. Bên cạnh đó, với tính tình ngay thẳng, tinh thần trách nhiệm cao, lại hiền lành nên được bạn bè, người thân tin tưởng và dễ gặt hái nhiều thành công trên đường đời. Theo tử vi trọn đời Tân Hợi nam mạng trong năm Nhâm Dần 2022, đối với những quý ông tuổi Tân Hợi có tuổi mạng tương sanh thì công danh sự nghiệp thuận thành, việc gì cũng có thể thực hiện. Nếu làm những việc liên quan tới giao tiếp ngoại giao thì sẽ có nhiều cơ hội tốt để phát huy năng lực của bản thân, nhờ vậy mà nhanh chóng thành công. Tuy vậy nhưng tuổi trẻ cũng có lúc gặp nhiều khó khăn, có lúc thành lúc bại và ổn định khi chín chắn hơn. Xem vận mệnh tuổi Tân Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 nam mạng, đường tình duyên của quý ông sinh năm 1971 khá rối rắm, nhiều biến động do lòng tự ái khá cao, vì thế mà khó an cư dẫn tới lạc nghiệp đến muộn và có phần kém. Phải đến cuối trung vận thì gia đình mới yên ổn, sự nghiệp thăng tiến, vào hậu vận tiền của được phúc túc nếu có lòng tu dưỡng tân thâm. Thì gia đạo càng ngày càng hưng vượng và con cái đạt danh vọng cao. Khái quát tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2022. Đối với tuổi Tân Hợi năm nay là một năm khá vất vả về cả cuộc sống gia đình cũng như trong công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi. Vì thế trong năm nay quý ông đầu tư tiền bạc vào công việc thì nên chú ý cẩn thận. Đồng thời năm nay dễ bị thất thoát và thất bại về tình cảm không được tốt, vợ chồng bất hòa có thể nảy sinh ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc đi xuống. Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Tân Hợi nam mạng qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện tài lộc. Về mặt tài chính của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2022 không được tốt lắm. Có làm ra tiền bạc, song cũng phải chi tiêu vào các hoạt động đời sống của gia đình và cho các mục đầu từ làm ăn. Chính vì vậy, tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng có lời khuyên dành cho quý ông. Năm nay, quý ông cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đặc biệt cần xem xét, tính toán kỹ lưỡng trước khi đầu tư bất cứ một khoản tiền nào. 2. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe trong năm cũng không được thuận thành, cần chú ý cẩn thận các bệnh liên quan tới huyết áp và máu khó lưu thông trong cơ thể, khiến phát sinh nhiều bệnh. Bên cạnh đó, khi ra ngoài di chuyển đi lại, cũng cần đề phòng xe cộ cẩn thận, kẻo bị tai nạn không mong muốn. 3. Luận về công việc làm ăn. Bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì phương diện công việc làm ăn của quý ông sinh năm 1971 không mấy thuận lợi, việc kinh doanh bình thường không có mấy khởi sắc. Thế nên tử vi tuổi Tân Hợi trong năm 2022 nam mạng khuyên quý ông, nếu trong năm quý ông có kế hoạch thay đổi công việc hay mở rộng thêm quy mô làm ăn thì cần phải cẩn thận, nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định. 4. Luận về phương diện gia đạo.
Vận số năm 2022 của quý ông sinh năm 1971 không được tốt cả về mặt tình cảm gia đình, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong công việc, dẫn đến thường xuyên bất hòa, cãi vã, gia đạo không yên. Ngoài ra, quý ông cần chú ý quan tâm tới sức khỏe của con cái không được tốt. 5. Luận về phương diện xuất hành. Xét về xuất hành thì năm nay được dự đoán không được thuận lợi, ra ngoài ngoại giao dễ gặp những bất lợi về sức khỏe kém hay có thị phi đưa tới khiến ảnh hưởng không tốt tới công việc. Xem vận hạn tuổi Tân Hợi trong năm 2022 nam mạng theo thiên can địa chi. Thiên can Tân Kim gặp năm Nhâm Thủy là sinh xuất. Năm 2022 đối với quý ông tuổi Tân Hợi, nếu xét theo thiên can thì được dự báo là một năm trổ về công việc có những tiến triển mới. Năm nay dễ có sự mở mang thêm hay đầu tư tiền của vào các kế hoạch kinh doanh buôn bán. Luận về địa chi Hợi gặp năm Dần là nhị hợp. Đây là một dấu hiệu khởi sắc cho thấy công việc làm ăn có thể gặp được nhiều cơ hội hanh thông, dễ có thay đổi lớn. Bên cạnh đó, trong năm quý ông phải di chuyển đi lại khá nhiều và có thể thay đổi cả về nơi ăn, chỗ ở. Luận về tử trụ có thiên thuận địa hung. Năm nay, quý ông lại được dự báo không mấy tốt đẹp, nhất là phương diện làm ăn chỉ ở mức độ trung bình, khó mưu cầu sự nghiệp lớn. Trong gia đạo thiếu hòa khí, rối rắm, lại có thành viên đau ốm lâu khỏi, tiêu tốn nhiều tiền của. Xem tử vi tuổi Tân Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 nam mạng về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh mạng kim gặp năm kim là tương trợ tốt. Theo đó, năm nay có gặp khó khăn trong công việc kinh doanh thì sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên cũng không mấy khởi sắc, việc làm ăn bình thường. Ngũ hành cung phi khôn thổ gặp năm 2022, khôn thổ là tương trợ tốt. Cho biết năm nay quý ông tuổi Tân Hợi không mấy thuận lợi về công việc làm ăn. Tuy được quý nhân tương trợ nhưng công việc làm ăn cũng có nhiều tiến triển không được khả quan. Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2022 về mặt sao chiếu mệnh, sao kế đô, tức hung tinh. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng, tháng 3 tháng 9 bão bùng, nhức tai đau ốc khủng cùng sát thân. Giải nghĩa: sao kế đô là một sao xấu, chủ về tai nạn, tan có, hao tài, tổn của, những chuyện thị phi, đau buồn và cần đề phòng trong gia đình xảy ra những việc không may. Quý ông sinh năm 1971 gặp sao kế đô chiếu mệnh, cần đề phòng xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch trong năm 2022. Vận hạn tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng hạn theo năm. Hạn địa võng, tức đại hạn. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan gầy ra. Địa võng hạn cũng không xong, như cả mắt lưới giữa dòng chẳng may. Giải nghĩa: trong năm 2022, quý ông sinh năm 1971 gặp hạn địa võng. Hạn này quý ông cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, có khả năng vỡ dở giữa chừng. Đồng thời gặp hạn địa võng năm 2022, chớ đi chơi xa vào những ngày tuất, giờ tuất, kẻo gặp phải chuyện buồn phiền và lưu ý có tan khó trong dòng họ. Vận niên tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2022, vận niên dương hồi ngàn, tức dê về suối tốt. Vận niên này có thể hiểu là dê được về với rừng núi thỏ chỉ, tan bông, thức ăn khắp nơi, hoa quả, cây cỏ tươi tốt, tha hồ tận hưởng. Qua đó nói lên vận số của quý ông tuổi này trong năm nay có nhiều triển vọng trong công danh, làm ăn kinh doanh cũng gặp được thời cơ tốt phát tài. Đồng thời, quý ông sẽ kết giao được với nhiều mối quan hệ tốt và có những cơ hội may mắn trong tương lai. Về phía gia đạo đón tin vui, hỷ tính thêm người, thêm của. Tuy nhiên,
không được quá chủ quan, cần biết tiết chế khiêm nhường thì mới bền vững, cần quản lý tiền của và đi lại xe cộ cẩn thận. Lá số tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2022 như sau. Tại cung tiểu vận có các sao: Hồng Loan, Trực Phù, Quả Tú, Thanh Long, Dưỡng. Bộ sau này xin chúc mừng quý ông tuổi Tân Hợi năm nay trong gia đình sẽ đón tin vui hoan hỷ về thêm thành viên mới. Tuy nhiên cần chú ý gia đạo thiếu hòa khí và mọi chuyện không được như ý. Tại cung xung chiếu có các sao: Quốc Ấn, Thiên Hỷ, Nguyệt Đức, Tử Phủ, Suy. Bộ sau này cho thấy trong năm 2022 xuất hành ra ngoài thuận thành, có thể đón nhận nhiều tin vui mừng. Tại cung nhị hợp có các sao: Kình Dương, Thai, Điếu Khách. Bộ sau này xét thấy quý ông chủ về trong gia đình có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới, hoặc có người già bị bệnh tật đau ốm lâu khỏi. Tại cung tam hợp có các sao: Thiếu Âm, Cô Thần, Phi Liêm, Tuần, Thiên Việt, Lâm Quang, Thiên Trù, Phá Tối, Long Đức, Phục Binh, Tử. Bộ sau này chủ về làm ăn bị cản trở, khó phát triển do có người phá hoại, tuy nhiên lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ về phương diện tài chính khi gặp khó khăn. Kết luận: Xem sự thay đổi cung sao trên lá số tử vi của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2022 cho thấy năm nay gặp khá nhiều bất lợi về nhiều mặt, nhất là về công việc làm ăn. Việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều bế tắc không được như mong đợi, lại thường xuyên phải đi xa và dễ có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Chính vì thế trong năm nay quý ông không nên đầu tư tiền của tài sản để mở mang thêm công việc, bởi rất dễ gặp phải thất bại. Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng Giêng mở đầu một năm mới với nhiều hanh thông thuận lợi đối với quý ông sinh năm 1971. Chủ về công việc làm ăn gặp quý nhân hỗ trợ, giúp vượt qua những khó khăn bế tắc, đồng thời nếu không may bị đau ốm sẽ mau chóng khỏi bệnh. Tháng 2 âm lịch, bước sang tháng 2 âm lịch quý ông lại không được tốt cho lắm. Các kế hoạch làm ăn kinh doanh không đạt được kết quả như mong đợi, trong quá trình thực hiện lại gặp nhiều khó khăn cản trở. Tháng 3 âm lịch, tháng này chủ về tình cảm gia đạo không tốt, thiếu hòa khí giữa các thành viên, dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn dẫn tới tranh chấp, có nhiều lời nói và hành động không hay, ảnh hưởng tới tình cảm bao năm. Tháng 4 âm lịch, công việc làm ăn của quý ông trong tháng này có những sự khởi sắc mới, tích cực, có thể là các khoản đầu tư thu về lợi nhuận hay có cơ hội để mở mang phát triển thêm. Tuy nhiên tháng này dễ gặp rắc rối ở cửa quan, cần chú ý. Tháng 5 âm lịch, tháng này vận số có nhiều thay đổi tích cực, mọi việc dần trở nên hành thông hơn. Đây là thời cơ tốt để quý ông thực hiện những kế hoạch đã lên từ trước đó. Tháng 6 âm lịch, một tháng với nhiều sự thay đổi về nơi ở và phải đi lại ngoại giao làm ăn nhiều. Trong quá trình này, quý ông cần chú ý cẩn thận an toàn xe cộ và ngủ, giữ sức khỏe tốt. Tháng 7 âm lịch, đây là một trong những tháng không tốt đối với quý ông tuổi Tân Hợi, chủ về gặp nhiều bất lợi cản trở về công việc làm ăn do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại, khiến việc làm ăn có thể bị thua lỗ. Tháng 8 âm lịch, tháng này không có nhiều biến động trong việc kinh doanh, mọi việc diễn ra bình thường. Tuy nhiên về phương diện sức khỏe cần được quan tâm hơn do dễ bị đau ốm lâu khỏi. Tháng 9 âm lịch, tháng này chủ về có tài lộc may mắn về tiền bạc. Quý ông nên tận dụng đầu tư trong tháng này để thu về lợi tức. Bên cạnh đó nếu gặp đau ốm cũng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Tháng 10 âm lịch, tháng này quý ông trở nên đầu tư hay mở mang thêm quy mô công việc làm ăn bởi chủ về gặp bất lợi và ngăn cản khó thành công. Tháng 11 âm lịch,
gia đình thiểu hòa khí, đặc biệt là tình cảm vợ chồng không được hòa hảo, dễ xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, có thể do những bất đồng quan điểm trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày. Tháng 12 âm lịch, kết thúc một năm Nhâm Dần với nhiều biến động, thì tháng 12 này được dự báo là một trong những tháng không mấy hanh thông, tiền tài hao tốn, chi tiêu nhiều, ra ngoài rất dễ dính vào những chuyện thị phi. Kết luận, năm Nhâm Dần 2022 đối với quý ông sinh năm 1971 là một năm khá sóng gió, vất vả, chủ yếu là về bất lợi gặp phải trong quá trình làm ăn kinh doanh. Ngoài ra, quý ông cần biết tiết chế cảm xúc trong quan hệ vợ chồng để gia đình thêm yên ấm. Theo đó, có những mốc thời gian quan trọng đáng lưu ý như sau. Các tháng tốt nhất trong năm 2022 là tháng 5 và tháng 9 âm lịch. Đồng thời sẽ có các tháng xấu là các tháng không được tốt là tháng 3 và tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2022 nam mạng theo tháng sinh. Quý ông sanh vào mùa xuân, tháng 1 âm lịch, sức khỏe không được tốt do phải suy nghĩ và mất ngủ. Ngoài ra trong năm sẽ có sự đầu tư tiền bạc nhiều vào làm ăn. Tháng 2 âm lịch, được dự đoán có thể có sự hùng hợp hay liên kết hợp tác làm ăn với người khác. Thế nên tiền bạc tiêu pha nhiều, cần chú ý sức khỏe không được tốt do thường xuyên phải suy nghĩ khiến mất ngủ. Tháng 3 âm lịch, tài chính tiền bạc có sự hao tổn nhiều do các kế hoạch hùng vốn hay liên kết làm ăn cùng với người khác. Quý ông nên chú ý tới sức khỏe suy yếu. Quý ông sanh vào mùa hạ, tháng 4 âm lịch, gia đạo dễ gặp phải nhiều chuyện phiền muộn, công việc làm ăn bế tắc khó thành công, thậm chí đầu tư thua lỗ, không thu lại được vốn. Tháng 5 âm lịch, quý ông sanh vào tháng 5 cho thấy năm 2022 với nhiều bất lợi vất vả trong công việc làm gì cũng dễ đổ vỡ không được lâu dài. Tiền bạc đã đầu tư có khả năng khó thu hồi lại vốn, ngoài ra trong nhà dễ có chuyện buồn. Tháng 6 âm lịch, việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dễ bị thất bại, tiền bạc đã đầu tư khó thu lại được vốn. Sanh vào mùa thu, tháng 7 âm lịch, sức khỏe của quý ông sanh vào tháng này không được tốt, cần chú ý an toàn khi ra ngoài đi lại. Ngoài ra nếu có gặp khó khăn thì sẽ nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Tháng 8 âm lịch, năm này trở về được bạn bè, người thân giúp đỡ vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên cần phải chú ý sức khỏe, ra ngoài thì để ý tới xe cộ an toàn và tình cảm gia đạo thiếu thuận thành. Tháng 9 âm lịch, tránh suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Gia đạo thiểu hòa khí, mọi khó khăn bế tắc đều được giải quyết nhờ sự giúp đỡ từ anh em bạn bè xung quanh. Quý ông sanh vào mùa đông, tháng 10, trở nên xuất hành ra ngoài đi xa trong năm bởi trở về gặp chuyện muộn phiền. Ngược lại, quý ông có thể đón tin vui trong gia đạo như hỷ tính, hoài thai. Tháng 11 âm lịch, dự đoán năm nay trở về nhận được sự tương trợ từ quý nhân, lại đón thêm tin hoan hỷ thêm thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, dễ gặp chuyện phiền lòng khi xuất hành đi xa. Sinh vào tháng 12 âm lịch, trong gia đạo có khả năng thêm thành viên mới, không khí gia đình vui tươi, ngược lại được quý nhân phù trợ, giải quyết những khó khăn. Tuy vậy, cần phải chú ý gặp chuyện không vui nếu xuất hành đi xa. Tổng kết, xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2022 nam mạng cho thấy, quý ông cần phải cẩn trọng trong mọi sự bất lợi trong năm nay, không nên có sự mở mang đầu tư công việc làm ăn và chú ý tình cảm gia đình, vợ chồng bất hòa, cần kiềm chế cảm xúc của mình. Năm 2022, quý ông nên kết hợp làm ăn với các tuổi hợp để công việc được thêm thuận lợi và hanh thông, đó là tuổi sinh năm 1964,